Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với series phân tích câu chuyện doanh nghiệp của Finbi. Và số ngày hôm nay chúng ta cùng nói đến một doanh nghiệp đang rất hot thời gian gần đây, đó là Zemadep với mã cổ phiếu là GMD. Và câu chuyện chúng ta ngày hôm nay đó chính là việc sửa đổi thông tư số 54/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về nâng mức giá sàn cảng biển. Thì mới đây, Cục Quản lý Cảng biển và Vận tải biển Việt Nam, Vinamarine thuộc Bộ Giao thông Vận tải đang tải dự thảo sửa đổi thông tư số 54/2018 của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng giá sàn đối với một số dịch vụ trọng điểm tại cảng biển, bao gồm là nâng hạ container quốc tế và hướng dẫn các tàu thuyền đề xuất để có hiệu lực từ năm 2024. Cụ thể, đối với hầu hết các cảng, giá xếp dỡ container được điều chỉnh tăng 10% so với giá cũ. Đối với một số cảng nước sâu lớn hơn, đón nước tàu trọng tải trên 160.000 deadweight thì giá sàn sẽ được điều chỉnh tăng thêm khoảng 10% nữa, dẫn đến giá sàn thực tế có thể tăng hơn 20% tại các cảng nước sâu. Và hiện tại ở Việt Nam chỉ có hai cảng nước sâu có vị chiến lược là Nam Hải Đình Vũ của VSC ở Lạch Huyện Hải Phòng và Gemalink của Zemadep ở Cái Mép Thị Vải Vũng Tàu. Và đây cũng sẽ là hai doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất khi quy định mới được thi. Lý do là tại hai cảng nước sâu này thì sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều tàu trọng tải quốc tế, hàng hóa dồi dào cũng như khối lượng rất lớn. Và tại sao việc sửa thông tư nâng giá sàn này lại đáng quan trọng? Chúng ta cần phải nhìn và đồ thị sự tương quan giữa giá vận tải hàng hóa và giá cổ phiếu của các doanh nghiệp cảng biển. Các bạn có đấy trên đồ thị, đường màu đỏ là cước vận chuyển hàng rời và màu xanh là giá cổ phiếu Zemadep. Chúng ta thấy được xu hướng hai đường này tăng giảm cùng nhau khá rõ ràng trong vòng 5 năm qua, cho thấy được sự tương quan, có nghĩa là khi nào giá vận tải hàng hóa lên thì đồng nghĩa việc là lợi nhuận của các doanh nghiệp cảng biển cũng tăng theo và giá cổ phiếu sẽ đi lên tương ứng. Nếu nhìn lại quá khứ, tại thời điểm Covid năm 2020-2022, các quốc gia đóng cửa, chuỗi cung ứng trên toàn cầu bị đứt gãy, dẫn đến chi phí vận tải biển tăng phi mã, và đó cũng là năm lợi nhuận và giá cổ phiếu của GMD đạt đỉnh. Chỉ trong hơn một năm, giá cổ phiếu Zemadep đã tăng gấp gần 3 lần, từ mức khoảng 20.000 đồng trên một cổ phiếu lên đến 55.000 đồng trên một cổ phiếu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì Covid-19 đã đi qua, giá cước vận tải biển đã quay trở lại mức thông thường, hay nói cách khác, giai đoạn đỉnh lợi nhuận của Zemadep đã qua. Nhưng sự tương quan giữa cả giá cước vận tải và giá cổ phiếu thì vẫn còn đó, và đây cũng sẽ là một yếu tố cực kỳ quan trọng khi đầu tư vào các cổ phiếu trong ngành cảng biển. Hiện tại thì với thông tư mới, có vẻ như đa phần các doanh nghiệp cảng biển sẽ được hưởng lợi, như là Zemadep, VSC, DVP, BHP và cả các doanh nghiệp cảng chưa niêm yết như là công ty cổ phần Tân Cảng Sài Gòn và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam VIMC đều được hưởng lợi. Riêng trường hợp công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An, mã cổ phiếu là HDH, có thể sẽ không được hưởng lợi đáng kể do phần lớn sản lượng thông qua cảng của doanh nghiệp này là hàng nội địa. Và nhìn trên đồ thị này cũng cho ta thấy được bức tranh tổng quan về vị thế của các doanh nghiệp cảng biển. Zemadep đang là doanh nghiệp vượt trội về quy mô lẫn hiệu quả hoạt động, biên lợi gộp lên tới 47%, trong khi trung bình các doanh nghiệp khác chỉ tầm 35%. Và nhìn lại quá khứ, tại thời điểm năm 2019, giá sàn cảng biển cũng đã được nâng một lần tương tự. Nhưng lúc đó thì số liệu về doanh thu trên một đơn vị vận tải là doanh thu trên tiêu không thay đổi và thậm chí lại có xu hướng giảm. Cho thấy được là việc giá sàn tăng là một chuyện vẫn sẽ điều tích cực, nhưng giá thực tế của các doanh nghiệp có được tăng hay không thì lại là câu chuyện khác. Và điều này phải phụ thuộc vào cung cầu và quyền lực đàm phán giữa hãng tàu và cảng. Và cảng nào có công suất càng lớn thì sẽ càng có sức mạnh khi đàm phán. Và khi hoàn thành giai đoạn 2 thì Gemalink của Zemdep sẽ là cảng nước sâu với công suất lớn nhất Việt Nam, cao hơn tới 50% so với cảng đứng thứ 2 là Nam Hải Đình Vũ của VSC. Và đây cũng chính là lý do mà chúng tôi ưa thích Zemadep tại thời điểm này. Nếu vậy, câu chuyện về việc nâng giá sàn không phải là một điều đáng kỳ vọng với việc đầu tư các doanh nghiệp cảng biển. Vậy đâu sẽ là điểm kỳ vọng của Zemadep trong thời gian tới? Hiện tại thì giá cước vận tải biển thì cũng đã đi qua giai đoạn đỉnh rồi, chuỗi cung ứng được nối lại bình thường trở lại. Cho nên chúng thấy giai đoạn để mà tìm lại được một giai đoạn mà lợi nhuận tăng phi mã như năm 2022 có thể sẽ không còn. Còn nếu chúng ta nhìn sang sản lượng hàng tồn kho của các nước trên thế giới thì hiện tại hàng tồn kho tại châu Mỹ và châu Âu thì vẫn đang ở mức rất là cao. Mọi người thấy được cái đường màu đỏ vẫn nằm trên khá là nhiều so với đường trung bình là đường màu đen đó. Và vậy thì chỉ có khi nào mà đường màu đỏ dưới đường màu đen, nghĩa lúc đấy lượng hàng tồn kho thấp
thì lúc đấy nhu cầu nhập khẩu mới nhiều và các doanh nghiệp Việt Nam mới có thể xuất khẩu đi nhiều. Từ đấy thì các cái nhu cầu cho dịch vụ vận tải biển và cảng lúc đấy mới được tăng. Như vậy chúng ta có thấy được trong vòng ít nhất 6 năm nữa thì ngành cảng biển khá là khó có thể đột phá được lợi nhuận. Về ngắn hạn là như vậy, vậy vì dài hạn thì sao? Dài hạn thì Finbit vẫn đang khá là ưa thích với bối cảnh dài hạn của ngành cảng biển cũng như là GEMADEP. Hiện tại ngành cảng biển tại Việt Nam còn rất nhiều dư địa với cái lợi thế. Thứ nhất là Việt Nam ở vị trí setup thứ hai Đông Nam Á chỉ sau Singapore, như là vị trí địa lý chúng ta rất thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, vận tải hàng hóa trên thế giới. Và tiếp tục nữa đó chính là việc chính trị ổn định và hiện tại chính phủ có rất nhiều gói hỗ trợ. Cuối cùng, đặc biệt đó là chi phí sản xuất của Việt Nam thấp thứ 3 Đông Nam Á. Chi phí sản xuất ở đây bao gồm cả lương nhân công, giá thuê đất và giá điện. Hiện tại ở Đông Nam Á chỉ ở Campuchia và Myanmar là quay thấp hơn được Việt Nam. Nhưng mà lực lượng lao động của họ thì tay nghề thấp hơn chúng ta khá nhiều, cũng như là việc chính trị của Campuchia bất ổn hơn chúng ta. Cho nên Việt Nam hiện tại đang là một trong nước hấp dẫn nhất về khi nói về ngành cảng biển tại Đông Nam Á. Và điều này thì cũng phản ánh qua việc sản lượng container thông quan ở Việt Nam thậm chí còn nhiều hơn cả Nhật Bản, một cái cường quốc trên thế giới. Việt Nam với 24 triệu tiêu, trong khi đấy thì Nhật Bản chỉ có 23 triệu tiêu. Và trong bối cảnh mà nhu cầu xuất khẩu đang tăng rất là nhanh thì các doanh nghiệp cảng biển sẽ là doanh nghiệp được hưởng đầu tiên, khi mà bất kể xuất hay nhập nguyên liệu hay thành phẩm thì đều sẽ phải thông qua cảng biển trước thì mới có thể mang tới các thị trường khác được, dẫn tới việc thấy được lái tốc tăng trưởng kép dự báo trong vòng 10 năm tới của ngành cảng biển vẫn sẽ mức 7-10% là con số tương đối cao và ổn định. Cuối cùng, nếu mà nhìn cụ thể hơn vào GEMADEP đi, đầu tiên chúng ta nhìn vào bối cảnh của ngành vận tải biển thì hiện tại với các xu hướng chính, thứ nhất là các cảng chính của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đã hết công suất nên xu hướng sẽ là chuyển dịch sản lượng từ các sản này sang các cảng ở phía ngoài như là Bà Rịa Vũng Tàu, và đây cũng chính là khu vực GEMALINK. Thứ hai đó trên việc xu hướng upsize tàu để giảm chi phí vận tải, thì càng ngày thì xu hướng mà kích cỡ của tàu càng lớn hơn thì cũng dẫn tới là việc đòi hỏi thêm là các cảng phải có khả năng đón được các tàu lớn đấy. Vì hiện tại chỉ có cảng nước sâu thì mới có khả năng đón được thế hệ tàu mới, thế hệ tàu mega ship. Vậy thì nhìn sang GEMADEP thì họ có nguồn lực gì đáp ứng cái bối cảnh đó? Thì đầu tiên là GEMALINK. Hiện tại GEMALINK là một trong hai cảng nước sâu duy nhất tại Việt Nam và cũng như là cảng nước sâu lớn nhất tại Việt Nam. Thêm nữa, nếu nhìn ra thế giới thì GEMALINK là trong top 1/19 thương cảng lớn nhất trên thế giới có khả năng đón được thế hệ tàu mega ship. Với công suất lớn như vậy cũng như vị trí đẹp như vậy thì GEMALINK hoàn toàn có thể thương lượng được các giá cước rất là tốt khi đàm phán các hãng tàu. Thứ hai là xét về vị trí, hiện tại thì tất cả các cảng của GEMADEP đều ở các vị trí đẹp nhất, các vị trí chiến lược nhất, gần nhất tại các cửa sông. Ví dụ như Nam Đình Vũ tại Hải Phòng hoặc là GEMALINK tại cửa ngõ gần nhất của Bà Rịa Vũng Tàu. Cuối cùng, phải nói đến hệ sinh thái cảng biển logistics của GEMADEP rất là hoàn thiện, gần như đáp ứng được mọi nhu cầu end-to-end của khách hàng khi đặt thật tàu vào cảng. Nhưng điều này cũng phản ánh việc biên lợi nhuận gộp của GEMADEP gần như là gấp rưỡi so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Vậy kết luận lại thì câu chuyện tăng giá sàn sẽ không có nhiều tác động vì thị trường sẽ tự điều chỉnh theo mức giá cung cầu hợp lý và nhà đầu tư có lẽ không nên kỳ vọng nhiều vào catalyst này. GEMADEP hiện tại thì vẫn còn rất nhiều luận điểm đầu tư rõ ràng khi dư địa tăng trưởng của ngành lớn, và Việt Nam với vị trí setup thứ hai Đông Nam Á, nguồn lực lớn với lượng công suất dồi dào sẽ rất phù hợp với cả ngành trong giai đoạn tới. Và sau đây là toàn bộ câu chuyện của GEMADEP. Hẹn gặp anh chị và các bạn ở các series phân tích doanh nghiệp kỳ sau.